quan niệm của em về đất nước á, thì con người thì em đặt mình trong ba tiêu chí thôi anh. Cái tiêu chí thứ nhất á, đối với em á, là dù là đất nước này cho nó có giàu có hay là nó có gì nghèo khổ thì em vẫn ở đây. Quan điểm của em vẫn ở đây, không có ai đuổi em đi, em quyết tâm là em ở đây. Dù là đất nước có thăng hoa, có phát triển, có đến được những cái bờ bến gì đó là xa lạ hay là chững lại hay xuống thì em vẫn ở đây, không ai đuổi em quyết tâm là như vậy. Sẽ tiếp tục đồng hành với cái quốc gia, cái chỗ mà mình sinh ra và lớn lên, em không có đi đâu hết. Cái tiêu chí thứ hai á, là em đồng ý với anh Phong á, là đi làm thật nhiều nhiều để chi, để cho mình có thể lo cho cái cuộc sống của bản thân mình rồi lo cho người khác, và đồng thời đó là cái công việc của mình đó là góp ích cho cái xã hội, góp ích cho người khác, là tự nhiên đất nước nó giàu thôi. Nếu ai cũng có cái ý thức là phát triển bản thân mình rồi phát triển cho những người khác, giúp đỡ những người khác, thì tự nhiên nó cái cộng đồng nó cố kết lại với nhau, nó gắn kết lại với nhau, tự dưng nó sẽ mạnh thôi. Mà nhiều người người ta không chịu hiểu, cứ một số người thì cố gắng làm, còn mấy kẻ thì không chịu làm, hay là cứ cà lê cà thết rồi trộm cắp này nọ, nó kéo cái xã hội xuống. Mà bản thân những người đó thì họ không hiểu đến như vậy. Còn cái Giờ quan có điểm thừa thứ cho anh ba là Sáu còn cái quan điểm à thứ lâu ba chứ là theo em nghĩ, cái này là em nghĩ là rất ít người Việt Nam mình, hiện tại rất ít người Việt Nam mình có, đó là chính bản thân cái người Việt Nam mình phải có sự tự trọng, có sự tự hào về dân tộc của mình. Theo em nghĩ cái đó là người Việt Nam ít lắm nha, không phải là nhiều đâu. Tức là đối với quan điểm là mình là người Việt Nam thì mình hãy tự tin, tự thương cái dân tộc của mình, và luôn luôn tự hào là tôi đi đâu, tôi đi ở bất cứ nơi nào, tôi nói tôi là người Việt Nam, I'm from Việt Nam, you know I'm from America. Việt Nam vẫn là người Việt Nam, tôi vẫn là người Việt Nam, phải khẳng định như vậy. Thì cái đó là em thấy là hiện tại là xã hội đang có một số người thiếu. Cứ hả, nhiều khi là nói chuyện cà phê cà đá ở ngoài á, là toàn thấy là bàn chuyện của Mỹ, bàn chuyện của châu Âu, bàn chuyện kia. Tại sao chúng ta lại cứ 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 nâng đề cao những cái giá trị đó ở ngoài, ngay cả ngoài bàn phím như vậy? Không lẽ đất nước mình không có cái gì để bàn sao, không có cái chuyện gì để bàn sao? Mà nếu mà đụng vô đất nước mình bàn lại là móc móc những cái chuyện vớ vẩn, rồi nói móc những xấu cái bãi đảng, rác lên, em thấy nói xấu chế độ. nó kỳ vậy đó, em thấy kỳ vậy đó. Thì Tại một số sao thành cái thời phần gian cà phê đó, mình kiếm những cái câu chuyện gì đó có gọi là gây cái cảm hứng cho cộng đồng, gây cái cảm hứng cho mọi người về cái đất nước của mình thì không kiếm, chỉ có kiếm những cái chuyện là sau này thuế tăng này nọ rồi ông có giúp đỡ tôi, kiếm những chuyện đó làm gì, em thấy rất là phí thời gian, chê bai là phí thời gian. Mà em nói thiệt với anh luôn đó là cái đức tính là cái sự chê anh, cái chê bai một cái gì đó mình chỉ cần mất 5 giây để mình chê thôi, còn mình khen ai đó là mình phải mất tới 10 phút để mình nặn ra được cái lời khen đó, là em nói thiệt. Cái kinh nghiệm là như vậy, mình muốn chê ai mất có 5 giây à, 5 giây để chê người khác, 5 giây để chê đất nước, 5 giây để chê cái xã hội, nhưng mà mình phải mất 10 phút mình mới kiếm được một cái điểm thật sự là tốt. Tại vì sao? Tại vì thói quen của con người cứ hay soi soi vào những cái chuyện xấu, những cái vấn đề của đất nước, mà làm như vậy cái xã hội nó cũng đâu nâng lên được, mà cái bầu cái nhân sinh quan của con người nhìn một cái đất nước nào cũng tối đen, không thể khá lên được. Em nói thiệt chứ, nếu mà em từng có thời gian em suy nghĩ về đất nước như vậy, và em thấy, anh nói thiệt anh, bước ra khỏi nhà em không muốn đi làm, em bỏ em không muốn đi làm. Ở đất nước bây giờ mình nghĩ như vậy, cuộc sống nó tối đen như vậy thì đi làm gì, ở nhà ngủ hoặc là tắt cổ chết cho đồ chó khỏe. Nhưng cái em nghĩ là cái nhân sinh quan của mình đó, nó tác động rất là lớn. Mình nhìn cái gì nó tươi nó sáng thì mình mới có động lực mình tiếp bước ra tương lai, mình mới làm việc cống hiến cho đất nước này. Còn mà mình cứ nhìn vào tối buông tối thì chỉ ở nhà thôi chứ cũng không không được cái gì hết. Mà em có bữa em có coi một cái clip của anh Lê Quang Lim á, là cái Lê Quang Lim á, Thủ là bạn phủ đó lúc mà đầu bạn ấy tiên. nhận cái học bổng ở bên nhận cái học bổng ở bên Mỹ á, bạn ấy cầm cái cờ Việt Nam mình đi, gọi là đi thẳng đứng ước biết bao nhiêu cái cộng đồng cách khác ở trong nước Mỹ đó. Mà tự nhiên khi mà ảnh về thì ở trong cái Facebook của ảnh tràn ngập những cái lời chửi rủa của mấy anh ba sọc bên Mỹ, chửi rủa sự ba sọc bên Mỹ. Cái Lê Quang Lim mới về viết một cái bài rất là dài, nhưng mà cái câu cuối cùng em còn nhớ: dù tôi là ai, dù tôi bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn là người Việt Nam, tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh có ghi cái câu đó cuối cùng, và em nghĩ đó là nó truyền cái cảm hứng không chỉ là cho em mà cho tất cả các cái bạn trẻ khác ở đất nước mình đó. Hãy nhìn vô anh Quang Liên, hãy nhìn vô bạn đó mà học hỏi.
người ta đi đâu, người ta làm gì thì người ta cũng hướng về đất nước, về nguồn cội hết. Còn mấy anh Ba Sọc thấy người ta thấy đất nước cũng là người Việt mình thành công trên nước Mỹ mà lại so đo, lại tính toán cái chuyện về chính trị thì em thấy là cái đầu của mấy anh đó tệ quá. Em thấy cái đầu tệ, cái tầm nó tệ quá. Tiếp nối lời Tân Phát thì mình trả lời luôn cái phần ông Bút Đỗ, ông ấy hỏi là sau này tức là ông ấy hỏi là tôi nghe mấy người ở bên Việt Nam nói như thế này nè, bây giờ ở ngoài Bắc khổ quá cho nên phải vô Nam sống, muốn hết rồi, nói là ở ngoài đó đói khổ lắm. Thì tôi nói cho bạn biết là cái việc mà di cư lao động ấy, thì lời đầu tiên thì chúng tôi phải tự hào và chúng tôi phải cảm ơn, ví dụ như Nam Phong này, cảm ơn gia đình Nam Phong này, gia đình Tấn Phát này đã ở lại miền Nam để cắm chốt ở đấy, chứ không như mấy con cháu nhà ông Ba Que, ông ấy bỏ nàng bỏ nước rồi ông ấy đu càng ông chạy đi. Thế thì tại sao mà lại di dân vào miền Nam? Vì là ở cái khi mà hết cái thời chiến tranh đấy anh Bằng, tức là khi mà cái cơ sở hạ tầng về về phát triển nông nghiệp, hay là chủ ngày đấy là chủ yếu là phát triển nông nghiệp, là nó bị tàn phá mà nó không có đấy chứ chừng nữa là tàn phá. Cho nên ở miền Nam thì mưa thuận gió hòa, cho nên là di cư vào khu vực miền Tây miền Nam đấy là cấy trồng cái là một phát là một trong vòng 1-2 năm là cứu được đói ngay. Cho nên là phải di cư một số người dân ở miền Bắc ấy vào miền Nam để ổn định cái kế sinh nhai. Và cái quan trọng nhất là của người Đảng Cộng sản, người ta di dân vào đấy để lập làng, giữ đất cho cái đất nước Việt Nam này này, nhiều những cái vùng kinh tế mới hay các thứ là gọi là lập làng để giữ đất ấy chứ anh Bằng, đúng không? Chứ không như mấy ông con cháu nhà Bà Que mấy này bây giờ còn lại loe ngoe mấy đứa phản động, các ông đu càng các ông ấy chạy đi qua bên kia thế giới rồi, bên Tây bán cầu rồi, ông cứ chõ mõ mà dạy người Việt Nam giữ đất đấy, giữ đất, chúng tôi là lập làng giữ đất đấy. Cho nên là giờ là Việt Nam mới được cái diện tích đấy, mới không bị cái thời năm 1979 ấy, không bị Campuchia nó đánh được sang, chứ không thì mà đuổi nó về rồi là phải cắm đất giữ là gì nhỉ, lập làng giữ đất. Cho nên là cái chính sách giữ chủ quyền lãnh thổ của người Cộng sản người ta giỏi lắm, mà bây giờ ở đâu là cũng được đầu tư đầy đủ điện đường trường trạm. Em thấy rằng là nhất là về điện là nước mình là gần như là 99.9% là người dân là được sử dụng điện quốc gia, đúng không? Đấy, đúng rồi. gần 100%, còn một vài cái xã đảo rất xa xôi ấy thì là không có điện nước quốc gia thôi, còn đâu là có hết. Đấy là người gì nhỉ, chính sách giữ đất giữ làng, giữ đất giữ chủ quyền của Việt Nam là thế đấy. Và cũng phải nói lại là cảm ơn những cái gia đình như Lam Phong hay Tấn Phát đấy, không gọi là gì nhỉ, trái ngược với này mấy ông Ba Que Ngụy chạy đu càng, đúng không? Mình cho mình ý kiến thêm cái chỗ này tí. Vâng, mai thì trước tiên là cái trả lời luôn cái câu comment của Bút Đỗ mà mãi mãi Việt Nam mới nói. Thứ nhất là một cái comment mà tôi nghĩ là ông Bút Đỗ này cũng không hiểu gì về Việt Nam nói chung và về miền Bắc nói riêng. Bởi vì miền Bắc bây giờ họ giàu. Thật sự tôi mới về cách đây 10 ngày. Tôi về cách đây một tháng mà tôi về 10 ngày á. Ở ngoài Bắc bây giờ họ giàu, thật sự rất là giàu. Không chỉ Hà Nội đâu, các tỉnh ven Hà Nội giàu lắm, dân họ giàu, đời sống kinh tế họ nó thoải mái lắm. Nhưng mà vì sao chúng ta nhìn lại lịch sử, vì sao lại người Bắc lại hay đi vô Nam nhiều hơn là người Nam ra ngoài Bắc sinh sống? Nó có mấy cái lý do. Thứ nhất là các vị thấy cái khí hậu, ngày xưa thì đất nước chia cắt thì không vô được, đúng không? Nhưng mà sau khi hòa bình lập lại thì các vị thấy ở ngoài Bắc là đất chật người đông, năm nào cũng mưa bão, các vị thấy mất mùa, ruộng thì ít. Cái đồng bằng Bắc Bộ thì nó rất là nhỏ so với cái đồng bằng sông Cửu Long, trong khi dân số thì đông. Cho nên là cái việc ngày đó người ta chỉ nghĩ đến cái việc no cái bụng thôi, cơm no áo ấm là cái mơ ước
Cho nên họ mới tìm những cái nơi mà có thể làm kinh tế, có thể trồng trọt để phát triển được. Thì miền Nam là cái nơi mà nó phù hợp nhất. Đó, cái giải quyết trước mắt là về kinh tế. Thứ hai nữa là về về khí hậu, các bạn thấy rồi đó. Chứ bây giờ ví dụ như bây giờ trồng một sào lúa đi, chuẩn bị tới ngày thu hoạch, bão nó đến rồi lụt, ngập lụt như vậy rồi mất mùa thì sao mà sống, đúng không? Các vị nghĩ đi, như các vị thì các vị có tìm những cái nơi khác các vị sống, nếu các vị có điều kiện. Phải đi thôi, phải tìm những cái nơi. Và ở Nam Bộ lúc đó thì dân còn thưa, đất đai thì nhiều, tùy nhiêu, mà không có suy nghĩ về cái việc mà mưa bão mất mùa. Cho nên là các vị thấy cái tính cách của người miền Bắc và người miền Nam nó có hai, nó hoàn toàn giống như là khác nhau á. Nó khác nhau là do cái điều kiện thời tiết thiên nhiên. Ngoài Bắc họ tiết kiệm, các vị nói là người Bắc keo kiệt bụng chính, nhưng mà thật sự đó là do cái điều kiện thiên nhiên nó trải qua hàng ngàn năm, cho nên nó hình thành tính cách người Bắc họ tiết kiệm. Bởi vì họ không tiết kiệm thì họ đói. Những cái mùa giáp hạt, các vị nghĩ cái mùa lúa này là họ định dành dụm được ăn gần hết thì tới mùa lúa sau để thu hoạch, nhưng mà đùng cái mất mùa thì lấy gì ăn. Cho nên bắt buộc phải tiết kiệm, nó hình thành nên cái tính cách. Còn người Nam Bộ thì sao? Ăn thoải mái, bởi vì ăn hết rồi trồng có lại, đâu có mất mùa đâu mà lo, đâu có mưa bão đâu mà sợ, đúng không? Cho nên là người Nam Bộ rất là phóng khoáng, nhất là người miền Tây. Các vị đi xuống miền Tây, các vị thấy không? Các vị nói là phải hiểu được người Việt Nam, nhưng mà Việt Nam vùng miền nào các vị phải hiểu như vậy. Tại sao nó lại như vậy? Đó. Người miền Tây nói chung, người miền Nam, Nam Bộ, và cái người miền Tây là cái người đặc trưng nhất của cái người Nam Bộ. Họ sống phóng khoáng, thậm chí họ có thể ăn mượn chỗ người khác tiêu xài thoải mái, rồi vụ sau họ lại trồng lại, lại có, đúng không, lại bù vô. Cho nên là cái tính cách người miền Tây họ cũng rất là phóng khoáng, không có chi bo, không có có dè sẻn. Thì nói để cho biết chỗ mình ở bên Mỹ mà mình nói về Việt Nam mình không hiểu, người ta hay dùng cái câu rồi, ít ngồi đáy giếng là vậy Bút Độ. Nhưng mà tôi nghĩ ít ngồi đáy giếng mà nói với Bút Độ thì nó còn còn hơi sạch sẽ. Bút Độ là phải ngồi với tông là gì, nghe hơi nổi chỗ đấy Nam Phong à, phải dùng cái từ là nghe hơi nổi chỗ. Không, mình thì đánh giá Bút Độ là sống ở dưới sống chứ không phải được dưới giếng nữa. Bởi vì nhìn đâu cũng thấy hôi hám, thấy dơ giấy về ấy. Cái người lạc quan, không, người ta chỉ nhìn thấy bông hồng mà ta quên cái gai nhọn. Còn những cái kẻ bi quan á, nhìn chỉ có thấy gai nhọn mà không có thấy cái bông hồng. Đó hồi nãy Tấn Phát cũng có đề cập, nghĩa là chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn cái xã hội này bằng con mắt như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Chúng tôi lạc quan, đồng ý là cái xã hội nào cũng có cái hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nhưng chúng tôi là những người lạc quan, chúng tôi nhìn thấy ở đất nước này những cái mặt tiêu cực nó vẫn nhiều hơn cái mặt tích cái mặt tích cực nhiều hơn, lấn át cái mặt tiêu cực. Thì chúng tôi nhìn vô đó, chúng tôi phấn đấu, chứ không phải chúng tôi nhìn nó ra đường toàn là ăn trộm, rồi đi xe thì toàn tai nạn, tôi chả làm gì, ở nhà tôi nằm ai cho gì ăn cái đó, có phải con người không? Người đó, nếu mà những cái kẻ mà nhìn cuộc đời bằng cái con mắt tiêu cực thì suốt đời không bao giờ khá được. Bởi vì làm gì cũng sợ không được, làm gì cũng sợ mất, làm gì thậm chí làm cho mệt, nhưng mà ai cho ăn liền thôi, hỏi suy nghĩ thành phần nói... đó thì nó hay nói thế đây về mãi Việt Nam. Vâng, nói về cái chuyện mà di dân với này di cư ấy thì lại nói về cái thêm về cái gọi là di chuyển cái cơ cấu lao động với này xuất khẩu lao động ấy. Thì mình nói đi nói lại với hội Ba Que phản động, người ta phải tức là người dân người ta có mưu cầu hạnh phúc rồi,
nhưng người ta sẽ tìm đến những nơi mà là có cái điều kiện lao động với cái sinh kế nó tốt so với cái khả năng của người ta đấy. Tức là người nào có khả năng mà đi xuất khẩu lao động thì người ta ví dụ như sức khỏe hoặc là năng lực hoặc trình độ thì người ta đi xuất khẩu lao động, nhưng người ta vẫn giữ quốc tịch Việt Nam mà người ta vẫn về quê hương. Rồi có những người nào người ta có một cái gọi là nhu cầu bản thân đấy, người ta cũng có thể ở cái nước sở tại đấy. Nhưng mà quay đi quay lại về cái xuất khẩu lao động, các bạn cứ suốt ngày các bạn từ cái lúc mà có cái vụ liên quan đến gì nhỉ? Container chết 39 người bên Anh ấy là hồi đấy nó suốt ngày nó đay nghiến, nó bảo là xuất khẩu lao lô mới này chết đu thùng này chết thế. Thế mấy bạn bảo là trong có 39 người ấy, so với số lượng người xuất khẩu lao động thì nó chiếm tỷ lệ 0,000 bao nhiêu phần trăm, mà nó so với này những người mà đu càng mà mất quốc tịch Việt Nam đấy thì nó lại còn chiếm 0,000 bao nhiêu phần trăm nữa. Ngày xưa đu càng các bạn đu càng mới vượt biên ấy, đi 10 thì chết 9 rồi còn một ấy chứ đâu, đúng không? Về đến bên kia và mình thì cũng có người vượt biên, nhà mình đấy năm tám mấy cũng có người vừa vượt biên ở Hải Phòng nữa, người ta vượt biên xong rồi sau người ta tị nạn sang Canada, người ta kể về cũng khổ lắm. Thì những năm trước thì nhà cô chú ấy thì về Việt Nam chơi, thì ở bên Canada thì nó dân số nó thiếu mà các bạn, thì đẻ người Việt Nam sang đấy tha hồ, khi mà nhập được quốc tịch Canada rồi đẻ con là cũng tha hồ ra, đẻ ra con là cũng được nhà nước trợ cấp, về Việt Nam cũng sung sính lắm. Nhưng mà bây giờ mà về Việt Nam thì cũng cái số tiền đấy so sánh tiêu dùng với này người ở địa phương tôi thì nó cũng xem nó cũng không hơn quá nhiều đâu các bạn nhé, nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không hơn nhiều ấy đâu. Thế cho nên là phải nói là cái tỷ lệ mà phải khẳng định với mấy ông kia là các ông ấy, cô đừng có khả khịa một cách và nó ngớ ngẩn và nó ngu xuẩn lắm. Đấy là một trong những cái mà như anh Bằng anh thường nói là một hai cái hiện tượng ở trong xã hội, xong các ông cứ gọi quy chụp lên bản chất của xã hội. Đúng là cái như tôi hay nghe đấy là chỉ có cái thoái văn hóa của cái ấp chiến lược bôn xa mà anh Phú anh nói là nó hay cái trò quy chụp ấy, từ một cái hiện tượng nhỏ mà nó quy chụp thành cái bản chất. Mời Tấn Phát đi. Dạ rồi, mình xin nói như này nha. Mấy bạn nói là người miền Bắc là nghèo hay gì đó, mình nói thẳng với các bạn luôn. Mới đây cái thống kê của 20 tỷ phú của người Việt Nam chúng ta thì số lượng người miền Bắc trong top 10 hiện tại là 7 trên 10 người nha các bạn. Tức là 10 tỷ phú giàu nhất Việt Nam thì hiện giờ 7 người là gốc Bắc đó nha. Hai ba người gì đó gốc miền Trung và hầu như là không có người miền Nam nha các bạn. Cho nên các bạn nói mà người miền Bắc là nghèo là các bạn không biết gì hết. Bảy cái người đó là bảy cái người hầu hết là đi du học ở Liên Xô về và bây giờ họ là chủ của các cái tập đoàn lớn có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nha. Nên các bạn phải xem lại cái thông tin của mình đi. Người miền Bắc họ rất là giỏi đó. Giỏi, kiên trì, rồi hả, cố gắng, cái ý chí họ lớn lắm á, và cái khát khao của họ nâng tầm cái kinh tế Việt Nam, nâng tầm Việt Nam là họ lớn lắm nha các bạn. Nên các bạn phải xem lại vấn đề này. Còn còn nói về cái gì ta, hồi nãy bạn mãi Việt Nam nói tới đâu rồi ta, mình quên mất à, Nói đến quả đu thùng cái gì ấy, quả đu ở 39 đu người thùng nha. đu thùng Cái 30 mình rất là thích cái thói 39 quy, người cái thói quy chụp của mấy anh bao que, mình thích lắm. Bởi vì biết sao không, bây giờ mình nhìn xung quanh cái khu vực phố Bonsa, hình như mình nhìn ở đâu cũng cộng sản hết. Ui cái ông nhà báo này cũng cộng sản, ui cái bà Bùi Bùi gì đó, Bùi Kim Thành cũng cộng sản, ui cái ông Ngô Kỷ cũng cộng sản. Bây giờ thật sự là mình rất thích các bạn luôn, vì các bạn nói, các bạn quy chụp riết rồi cộng sản nó đầy đường ở bên Cali. Trời, không lẽ vậy là Cali chết tới nơi rồi, Cali tuyệt chủng rồi, cộng sản nó luồn tới hết cả hệ thống rồi. Kiểu này sao đây, sống làm như thế nào? lại gặp cái ông gì À cái ông, Dũng cái vụ Chương cái này, ông lại khà khà khịa này. Tôi nói để ngắt lời Tấn Phát đấy, Dũng Chương bảo là ngày xưa ở gọi là gì nhỉ, chùi chùi bằng lá chuối, nhưng mà bây giờ con cái chúng tôi ấy là có nhà cao cửa rộng, 5 7 thớt hoặc nhà biệt thự
Đấy, trong một đất nước mà có 26,7 hộ triệu dân đấy, trong đất nước có khoảng 27 hộ gia đình ấy, thì chỉ có 4.900 hộ hay 4.800 hộ là không có nhà ở thôi. Còn ở phố Buôn Sa của bạn đấy thì xem nào, người Mỹ đấy khoảng khoảng 12% hộ gia đình là không có nhà ở, và đến 40% là hộ gia đình có dự tính là đi thuê nhà ở vĩnh viễn. Còn cái cỡ như kiểu homeless nằm ngoài đường mà có khi ăn ỉa tại chỗ ấy thì nhiều lắm. Cho nên là Dũng Trương hay nói thì nói người ta thì cũng phải nghĩ đến mình nhá, nghĩ mình đi đã rồi hãng nói đến người dân Việt Nam, phải không? Mời Tấn Phát tiếp đi. Bữa mình có nói về cái vụ ông Thanh Thanh Huỳnh hay sao đó, ông Thanh Huỳnh đó bạn. Theo quan điểm của mình nha, ông đó không phải là một người bình thường đâu. Theo quan điểm của mình, ông đó là tụi Việt Tân á, chứ không phải là bình thường đâu. Bởi vì á, bữa là mình thấy là hắn hắn luồn qua bên cái diễn đàn của mấy thằng ba que, rồi qua bển chửi lồng lộn ghê lắm nha Thanh Huỳnh á. Tức là cái giả bộ lên diễn đàn mình ngu ngu ngơ ngơ, giống như cái kiểu là tôi đây không biết gì, tôi nói về Việt Nam tôi không biết gì hết, nhưng mà thật ra là rất biết và cố gắng lên trên đây để xuyên tạc đó mấy bạn. Mình thấy là lão đó không có khờ đâu, lão đó rất là khôn. Giống như bữa trước á, là lão ở bên bên chỗ Hàn Nguyên, lão nói vậy nè, lão nói là cộng sản Dương Vi, tao nói với mày nha Dương Vi, cộng sản là đuổi hết người Việt Nam qua bên Thái Lan nha. Dương Vi mày phải nói lại nha, là mình đã biết là cái thái độ này là Việt Tân chứ không phải đơn giản là người bình thường đâu. Mình đoán là có hết tổ chức của cố tình lên đây để phá bỉnh á, mình thấy mấy lần rồi. Ừ, cũng có lý nhỉ. Tại vì sao bạn biết không? Tại vì cái lúc mà tranh luận đó thì lúc mà Dương Vi á, nó bên bên thằng Hoàng Nguyên hay là nào á đuổi Dương Vi xuống, thì lúc đó là thằng Thanh Võ nó vô nó nói là hả Dương Vi mày im đi, mày không biết gì mày nói rồi hả. Gì đó cộng sản đuổi Thái Lan, tức là cái ý của hắn hắn nói giống như là cái thái độ của hắn nói giống như là hắn hắn hiểu lắm, hắn biết cái chuyện đó lắm. Trong khi mà hắn qua diễn đàn của anh Bằng hay là hắn qua diễn đàn của chị Thanh Quốc thì hắn giả ngu giả ngơ, hắn nói giống như hắn không biết gì. Cho nên mình nghĩ là về sau anh em phải cảnh giác, là hắn không phải là thường đâu, mình nghĩ là đảng viên Việt Tân đó. Bạn Mãi Việt Nam hay là anh Nam Phong nói tiếp. À, thuyết âm Mời mưu mời Lam Phong đi, mời Lam hả? Phong đi. Bữa em coi anh, bữa em có coi á, là lão vô đó lão nói giống như là lão biết hết mọi chuyện, nhưng mà qua bên diễn đàn mình thì lão giả bộ ngu ngơ. Giống như Mà là biết tôi đây tôi học biết tại sao không? tôi chỉ dạ Biết tại sao qua mấy diễn đàn đó thể hiện mà qua đây không dám thể hiện không? Tại vì tại sao đó. bị bẻ mấy lần lên nói dạng ngu như ngơ, nhưng mà bẻ mấy lần đâu dám thể hiện. AQ đồ Bữa cũng vậy bữa nè. anh Bằng có anh Bằng nói là thôi tội nghiệp và lão chắc là lão không biết gì, nhưng mà theo em nghĩ không phải đâu, lão biết rất rõ, lão hiểu rất rõ những gì lão nói, nhưng mà lão cố tình như vậy, Nói lão chung giả bộ biết mà hay cố không tình. biết hay không biết thì kệ, nhưng mà nói tới đâu mình phản biện tới đó, đúng không? Nói theo cái dạng không biết thì mình phản biện kiểu không biết, không dạy chứ. Còn mà biết mà nói xuyên tạc thì mình lại phản biện cái kiểu khác, đúng không? Nói chung Mày là ở cái diễn đàn này thì nó là đa chiều, mà có những anh chị em yêu nước vẫn lên nói lên những cái mà mặt trái của xã hội đó, có nghĩa là chúng ta nói đa chiều. Tại vì tại sao cái nội dung chúng ta hiện nói là đa số là tốt, đúng không? Chúng ta thấy đa số tốt bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang phản biện những cái xuyên tạc bị đặt của cái đám chống phá. Nó nói xấu thì mình phải lấy cái tốt để mình phản biện lại. Nhưng mà các anh em khác họ lên họ phản ứng, họ họ nói những cái vấn đề cái mặt trái xã hội thì chúng ta vẫn nghe, vẫn phản biện lại bình thường, nói làm sao cho nó hiểu, cho nó rõ, chứ không như những cái diễn đàn của cái đám chống cộng là chỉ có chửi cộng sản, thằng nào lên thì cũng chửi cộng sản, chưa có thấy thằng nào lên mà nói hôm nay cộng sản làm cái này được nè, làm ví dụ như là 5G chẳng hạn, tôi thấy tốt nè, rồi ký AVFTA được mà dân Việt Nam sẽ được nhờ nó. Không bao giờ tôi nghe, không bao giờ nghe tụi nó nói, kể cả chúng ta làm được tới đâu đi chăng nữa thì
đối với tụi nó cộng sản bao giờ cũng xấu, bao giờ cũng kém, cũng hèn gì đó. Đại khái là cái đầu tụi nó nghĩ vậy. Nhưng mà tụi nó đâu nghĩ lại là nếu tụi nó giỏi thì nó đâu có ăn bám nước Mỹ gần nửa thế kỷ nay. Miệng thì lúc nào cũng hô hào phục quốc mà có đứa nào dám mò về đâu. Ngày xưa có gì ta Đông Tiến 1, 2, 3 đó, về thằng nào bắt thằng đó, thằng bị chết, thằng bị chạy xúc quần, cuối cùng con nào dám về đâu. Nếu mà giỏi thì về đây lập cộng sản đi, đúng không? Không có cửa. Kiên Giang là bảo Mạnh Cường, Mạnh Cường này ếch ngồi đáy giếng rồi, Mạnh Cường có chỗ nào là không biết đâu, Ngô Thị Nhậm là Mạnh Cường biết nhá, Kiên Giang nhá. Rồi là dọc từ Duyên Hải Trà Vinh mà dọc theo sông Hậu chỗ Trần Đề này đi thẳng lên Châu Đốc là Mạnh Cường biết nhá, dọc cái bờ dẻo từ Cà Mau mà ven biển đi hết Cà Mau sang Rạch Giá này, xong là về Kiên Lương Ba Hòn này, xong về đến cái gì của Kiên Giang nhỉ, có xi măng Hà Tiên này. Ôi giời, có cái chỗ nào mà Mạnh Cường không biết sao lại bảo mình ngồi đáy giếng. Mà ngày xưa tôi nói Kiên Giang nhá, tôi đi chăn bò từ lúc mà tôi 4 tuổi đấy nhá. 4 tuổi tôi đã biết đi chăn bò rồi trên đấy nào ạ. Bây giờ mà tớ chủ yếu là tớ thấy bò vàng thôi, cho nên là bây giờ tớ vẫn chăn bò tốt, mặc dù là tay tớ cũng có lúc cầm vô lăng rồi, chứ không phải là toàn dắt mũi bò như ấy đâu. Nhưng mà lên internet này thì dắt mũi được bò, phải nói rõ với Kiên Giang là nếu mà các bạn mà không chống phá thì tớ cũng chả dùng Facebook làm gì. Bản thân như tớ này là tớ không có Facebook cá nhân, phải nói đây, tớ dùng Facebook là chỉ có phản biện những cái luận điệu xuyên tạc của các bạn thôi, chứ còn tớ chả bao giờ tớ thể hiện mình ở trên Facebook, đời tư cá nhân ở trên Facebook của mình như thế nào. Thế còn nói về cái này, nói đến Kiên Giang thì phải nói đến Ba Củ. Bảo Kiên Giang rồi là muốn làm dư luận viên Ba Củ đấy, trình ba bảng lương Ba Củ ra đây, chịu khó đi tìm cái chỗ mà người ta trả lương Ba Củ đấy, là trình cái lương Ba Củ ra đây này, tôi này, kể cả ông Nam Phong, mấy ông Tấn Phát, mấy bác Bằng nữa, sẵn sàng là góp thêm cho bạn mỗi tháng Ba Củ nữa bằng cái đồng lương Ba Củ của bọn tôi đấy. Thế là tổng cộng một tháng của bạn có gì nhỉ, 12 củ, 6 chứ, 4 anh em mình mới Kiên Giang nữa là thành là 35, 15, 15 củ đấy. Tôi có thể vận động thêm Dương Vi cho bạn thêm 3 củ nữa, là một tháng là bạn 18 củ ấy, nghe thì thơm phết nhỉ. Tháng mà đi làm dư luận viên này được 18 củ thì ngon ghê. Thế còn chúng tôi thì chỉ lên mạng để gọi là gì nhỉ, giao lưu này, học hỏi này, rồi là phản biện những cái luận điệu xuyên tạc, biết về tình hình chung bạn bè trong nước thế này thế kia, và phản động đang nói gì. Thì khi nghe phản động các bạn nói thì chia tiền kinh lắm. Lên diễn đàn là có cái bà Uyên Thùy đang gọi là đang nhặt rác, gọi là gì nhỉ, nhặt rác kiếm sống ở bên Thái Lan. Uyên Thùy cũng cái gì cũng xảo ngôn lắm, Uyên Thùy xảo ngôn phết. Rồi Minh Thể, rồi gì Lê Thương, dạo này cứ thằng nọ chửi thằng kia là gì nhỉ, ăn bẩn mới ăn không bẩn mới này, nguồn thấp mới này, còn cả cái gì Nguyễn Thái Hưng, Việt Dân Tộc, ui dồi ôi, cả đống Kiên Giang có trong cái đống được nhận cái đấy không, trả lời cho anh em biết cái. Thế mỗi tháng Kiên Giang còm cho Việt Tân ấy thì được bao nhiêu tiền, còm cho anh em biết. Nếu mà nó nhiều hơn 30 củ như thu nhập của tớ ấy, thu nhập của tớ tối thiểu một tháng là không bao giờ dưới 30 củ. Dưới 30 củ là tớ không làm đâu đấy, tớ nói rõ đấy. Thế còn nếu mà thu nhập mà nó hơn 30 củ báo tớ cái thì tớ sang đi tớ làm. Công nhận là người cộng sản cũng rất là gọi là thảnh thơi nha. Trời ơi, bây giờ còn đi ngủ, còn dân Cali bây giờ hả, toàn là đi phải giờ phải lo từng ngày coi xách bao nhiêu cái bọc mà chết người, kiếm bao nhiêu cái chỗ để chôn. Bữa nay còn Việt Nam bây giờ nay đâu có được làm đâu, bữa nay nó cách ly tiếp tục, ở đâu có làm được. Bên bển Kiên Giang ơi, muốn Kiên Giang ơi, muốn tìm tớ dễ nhất là cứ ra số 2 Ngô Thị Nhậm ấy, là bạn đến số 1 là tớ ở số 2 Ngô Thị Nhậm ấy. Ở đây có chữ Mạnh Cường Sport ấy, bạn cứ tìm đến đúng cửa hàng ấy, đấy cửa hàng của tớ đấy, đến đấy là tìm đến Mạnh Cường Sport nha. Ở đường đúng rồi. Dạ, anh. Anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. 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 Cảm